Xin chào quý vị và các bạn. Khám phá lịch sử xin được gửi tới quý vị tập podcast hôm nay với chủ đề về lịch sử hình thành tỉnh Hòa Bình, một vùng đất gắn liền với dân tộc Mường. Quý vị biết không, việc quản lý người Mường ở miền núi phía Tây Bắc Bộ và một số tỉnh phía Nam từ xưa đã có những nét đặc biệt. Để ngăn chặn sự xâm nhập và bảo tồn phần nào sự tự trị của người Mường, một tỉnh mới đã được thành lập, đó là vào năm 1886. Vùng đất này ban đầu được gọi là tỉnh Mường, với tỉnh lỵ đặt tại Chợ Bờ. Vì thế, nhiều tài liệu còn gọi tỉnh này là tỉnh Chợ Bờ. Tỉnh Mường khi mới thành lập rất rộng lớn, bao gồm các khu vực của người Mường ở Sơn Tây, Ninh Bình, Hà Nội và Hưng Hóa. Phạm vi của nó gấp nhiều lần so với tỉnh Hòa Bình ngày nay. Ví dụ như ở Sơn Tây, một khu vực được tách ra để lập nên phủ Vàng An, huyện Đức An. Hay tại Ninh Bình, huyện Lạc Yên được chuyển thành phủ Lạc Sơn. Tương tự, vùng Mường Mỹ Đức ở Hà Nội được lập thành phủ Lương Sơn, và tại Hưng Hóa thì lập ra phủ Chợ Bờ. Tuy nhiên, tỉnh lỵ sau đó được chuyển từ Chợ Bờ về Phương Lâm vào cuối năm 1886. Đến năm 1888, tỉnh Mường được gọi là tỉnh Phương Lâm. Các phủ cũ bị bãi bỏ và thay thế bằng các đảo, nhưng Phương Lâm lại không phải là một lựa chọn lý tưởng. Khí hậu ở đây nóng bức, thường xuyên xảy ra lũ lụt. Vì vậy, tỉnh lỵ lại được chuyển về Chợ Bờ vào cuối năm 1888. Đồng thời, nhà cầm quyền Pháp cũng tiến hành sắp lại địa giới hành chính của tỉnh Mường. Một số vùng đất được trả lại cho Hưng Hóa và Sơn Tây. Các châu Phú Yên, Mộc Châu, Yên Châu cũng trở về tỉnh Hưng Hóa. Đảo Mỹ Đức được đổi thành phủ Mỹ Đức thuộc tỉnh Hà Nội. Quá trình này đã gây ra nhiều xáo trộn. Có những làng không muốn chịu sự cai trị của Quang lại tỉnh mới. Quý vị nghĩ sao về những thay đổi hành chính liên tục này? Năm 1890, đảo Mỹ Đức được tái lập, bao gồm một phần đất của Hà Nội và tỉnh Mường Chợ Bờ. Nhưng quyết định này lại vấp phải sự phản đối. Cuộc đấu tranh giữa người dân địa phương và chính quyền tiếp tục diễn ra. Bên cạnh đó, tình hình an ninh cũng trở nên bất ổn. Nghĩa quân nổi dậy do Đinh Công Huy lãnh đạo đã gây nhiều khó khăn cho chính quyền. Hai đồn binh Pháp ở Chợ Bờ và Suối Rút phải di chuyển. Vào đầu năm 1891, Chợ Bờ bị tấn công, gây nhiều tổn thất. Trước tình hình đó, tỉnh lỵ lại một lần nữa được di chuyển. Lần này là về làng Vinh Diệu, sau đó đổi tên thành tỉnh Hòa Bình. Vị trí Hòa Bình nằm ở phía tả ngạn sông Đà, đối diện với Phương Lâm. Điều này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử hình thành tỉnh Hòa Bình. Sự ra đời của tỉnh Hòa Bình là kết quả của một quá trình lâu dài với nhiều thay đổi và điều chỉnh, từ tỉnh Mường ban đầu đến tỉnh Phương Lâm, rồi cuối cùng là tỉnh Hòa Bình ngày nay. Theo các tài liệu lịch sử, quá trình này kéo dài khoảng 50 năm, từ 1836 đến 1886. Với tư cách là người nghiên cứu lịch sử, tôi cho rằng sự xuất hiện của tỉnh Mường hay tỉnh Hòa Bình sau này không chỉ đơn thuần là chính sách chia để trị của nhà cầm quyền Pháp. Nó còn phản ánh nhu cầu thực tiễn lịch sử và mong muốn ổn định tình hình của khu vực này. Sau đó, tỉnh Hòa Bình tiếp tục trải qua nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính, đặc biệt là sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 và trong những năm kháng chiến chống Pháp. Các huyện mới được thành lập, các xã được sáp nhập hoặc chia tách, thị xã Hòa Bình được thành lập và phát triển. Cá nhân tôi nghĩ rằng, việc tìm hiểu về lịch sử hình thành tỉnh Hòa Bình giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình phát triển của vùng đất này, cũng như những đóng góp của người Mường trong lịch sử dân tộc. Quý vị có câu hỏi hoặc ý kiến gì về nội dung này không? Hãy chia sẻ cùng khám phá lịch sử nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.